Chào các bạn, hôm nay tôi lại làm một cái thuống để ta đào nó tròn. Như cái thuống này thì ta đào trồng cây là cực kỳ là dễ. Với cái tông này, như cái tông này thì ta có thể là lắp cái cán chìa vào, hoặc là ống tiếp nước cũng được, hoặc là cái cán gỗ cũng được, rất chi là tiện lợi. Về cái lỗ này là rất dày này. Đấy. Như cái lưới tròn như thế này thì ta đào trồng cây thì rất chi là tiện. Về cái độ dày của nó như thế này thì rất khỏe khoắn này. Cái tông thì rất dày này, ta hàn lại rồi rất chắc. Đấy, rất dày. Về cái mấu thuống thì cực kỳ đây. Như cái này đào nó tròn là rất tuyệt vời. Ta trồng cây, bấm cây hoặc là đào lỗ để trồng cây rất tiện. Như cái thuống đây thì nó tiện hơn là cái lưới nó thẳng. Lưới nó thẳng thì ta đào đôi khi nó không đẹp bằng cái thuống lỗ tròn như thế này. Về cái trọng lượng của nó thì tầm khoảng 2 kg, gọi là 2 cân đấy, là rất chỉ là vừa, đào rất đầm tay. Còn về cái chiều dài của cái lưới của nó thì tầm khoảng 25 phân. Còn cái cám này chắc là tây tông này chắc là tầm khoảng 12 phân đây. Như các bạn làm cái thuống để trồng cây thì ta nên làm bằng cái thép nhíp của Nga này, thì cực kỳ là sắc bén mà rất bền. Còn về ta đào lỗ tròn để trồng cây thì các bạn nên làm cái thuống nó lỏng máng, nó vồm như thế này thì ta trồng cây nó rất chỉ là tuyệt vời. Ví dụ ta có thể là đào măng chia, đào cây chia, cây chuối, hoặc là đào bất cứ cái loại nào là rất dễ. Cái độ dày nó thế này thì ta có thể là bẫy rất dễ, rất cứng, rất khỏe đây. Với những cái cách để ta sử dụng cái thuống trồng cây và cái thuống nào cho nó tiện lợi thì các bạn nên chọn cái thuống lỗ vồm như thế này thì ta trồng cây rất dễ. Mong rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn làm vườn.